Hôm nay hệ thống cho con bao nhiêu phần trăm năng lượng thế? Hôm nay con có 100% năng lượng lận. Con cảm thấy trong người con như có điện vậy đó. Ok, nhưng mà con không có được lãng phí đâu đó. Bởi vì thôi mày đừng có nói nữa, con đi học đây. Hello Nhi. Ok, hôm nay chắc cậu có được nhiều năng lượng. Chẳng buồn cho tớ chỉ có 20%. Tiếc cho cậu quá, hôm nay tớ có rất là nhiều năng lượng luôn. Nhiều thì nhiều, nhưng đừng có mà phát sức nha. Kéo hết năng lượng đột ngột đó. Không gì có chuyện đó xảy ra. Năng lượng của tớ sẽ không bao giờ hết được chân á. Đây là bài kiểm tra của em, nhớ ghi rõ họ tên trước khi làm đó. Dạ thầy, em làm xong rồi nè thầy. Gì, em làm xong rồi à? Dạ em làm xong rồi, còn bài nào nữa hết thầy? Không, nay kiểm tra một bài thôi. Dạ bây giờ em thư giãn nha. Các em, ra sân học cầu lông nhé. Ok thầy. Rồi em bắt đi. À, tớ chưa chuẩn bị xong mà. Cậu phải để ý hơn chứ. Alex, cậu hay nhảy với tớ không? Không, nay tớ có ít năng lượng lắm, chả làm nổi gì cả. Làm gì cậu hở dữ vậy? Không lẽ năng lượng cậu sắp hết à? Không bao giờ, năng lượng của tớ luôn luôn 100%. Nhi, cậu làm sao vậy? Đứng dậy coi, tự nhiên nằm xả lai ngoài đường vậy. Cậu ấy bị sao vậy Alex? Cậu ấy sử dụng năng lượng lãng phí, giờ chắc sắp hết rồi. Nếu không còn phần trăm năng lượng nào, cậu ấy sẽ chết mất đó. Này Ren, cậu đi hỏi mọi người qua giúp cậu ấy hộ tớ với. Ờ, ok. Ở đây có ai thừa năng lượng không ạ? Cho cậu ấy một ít với. Nếu không cậu sẽ chết mất, làm ơn giúp bạn của tôi với. Sao cậu tăng động dữ vậy? Kỳ này năng lượng của cậu có bao nhiêu phần trăm? Nhiều lắm. Nhiều cụ thể là bao nhiêu? Tớ nói với cậu sau nha, giờ tớ chạy bộ đây. Này, bao nhiêu hả? Tớ nói cậu rồi là nhiều lắm. Cậu thôi đi, nó rõ ràng xem nào. Là 1 triệu luôn đó. Ôi trời. Hả? Thì sao hả? Sao chứ? Cậu bình tĩnh cái coi. Ok, được rồi, tớ bình tĩnh rồi nè. Con số 1 triệu đó, chỉ khi số mét cho cậu mới có được hả? Thôi. Số mét của tớ là ai? Giờ số mét mà tớ có nhiều quá hả? Hả? Là ai hả? Cậu yên lặng đi. Cậu mà cứ la làng lên một hồi cả trường ồ ra xin năng lượng của cậu đó. Rồi, tớ yên lặng. Alex, bây giờ tớ làm gì đây? Tớ làm gì để tìm ra được số mét của mình hả? Được rồi. Cậu tìm số mét bằng cách nạp cho cậu ấy một ít năng lượng. Nếu cậu ấy đạt 1 triệu thì người đó đúng là số mét của cậu rồi đó. Ok, cảm ơn cậu. Tớ biết rồi. Ren, cậu có phải là người cứu tớ trong lúc tớ ăn hết năng lượng phải không? Không bao giờ có chuyện đó. Tớ không thích cậu tí nào. Vậy không phải cậu. Trời. Cậu kiếm tớ có gì không hả? Cậu có phải là người nạp cho tớ năng lượng đúng không? Bây giờ tớ cần kiểm tra xem cậu có phải là số mét của tớ không. Bây giờ tớ nạp cho cậu ít năng lượng. Nếu như cơ thể cậu đạt tới 1 triệu thì chúng ta sẽ là số mét. Sao rồi? Ôi, năng lượng của tớ. Năng lượng của tớ không đạt được số 1 triệu. Chiều cậu hài quá. Cậu tìm ra anh ấy chưa? Hả? Anh nào? Thì số mét người đã nạp năng lượng cho cậu đó. Tôi có chưa tìm được. À mà, có khi là cậu không? Không, năng lượng tớ ít xỉn, sao cho cậu được? Dù không phải là cậu rồi. Trời ơi, cậu ồn ào quá đi. À, cậu có phải là người cho tớ năng lượng không? Không, bữa hay dục, tớ không có đi học. Dù không phải là cậu nữa rồi. Cậu tăng động quá rồi đấy. Tớ muốn nói là tớ đã đi hỏi Ryan nè, John nè, Jin nè. Không có ai hết trơn á, bây giờ không biết ai luôn. Chán cậu ghê, đi hỏi Thomas đi. Cậu ấy thích cậu 2 năm chờ rồi đó. Ha, để tớ đi hỏi liền mới được. Thomas! À, hết hồn. Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu hết hồn đâu. Mà cậu có phải là người nạp năng lượng cho tớ trong lúc tớ đang hết năng lượng khi mà học thể dục đúng không? Ừ, là tớ đã cứu cậu ngay lúc đó. Lúc đó tớ rất là lo cho cậu. Được rồi, bây giờ tớ sẽ nạp cho cậu một ít năng lượng. Nếu như năng lượng của cậu đạt tới con số 1 triệu thì chúng ta sẽ là số mét đó. Sao rồi? Được rồi nè. Giúp tôi với, tôi hết năng lượng rồi. Cậu nói đúng rồi đó, Thomas là số mét của tớ. Giờ làm sao đây Thomas? Alex, cậu tính chạy đi mà. Này, bây giờ tớ và cậu là số mét, hãy cùng nạp năng lượng cho cậu ấy, chắc chắn sẽ cứu được cậu ấy đó. Được rồi, mình thử đi. Ê, cậu ấy tỉnh rồi. Alex, cậu tính chạy rồi, mình làm được rồi. Cảm ơn hai cậu nhiều nha, chúc mừng cậu tìm được số mét của mình. Nah, don't try it. You can't feed me lies, won't buy it. Question everything, tell them nah, don't try it. Yeah, but you're moving like some sidekick. But you're moving like some waste man. Trying to impress me, won't like it. Be yourself, man, please don't try it. Really, why do they always